Thưa quý vị và các bạn, đầu tiên là tin bão khẩn cấp cơn bão số 3. Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 450 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14, ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 170 km tính từ tâm bão. Dự báo trong đêm nay, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20-25 km. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 270 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 tới cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8. Phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 111 đến 119 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 km, đổ bộ vào đất liền Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất vùng trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24-48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8. Phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu vực nuôi trồng thủy sản, các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông và phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 11 tới cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 tới 8 mét, biển động dữ dội. Ở khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, từ ngày 25 tháng 8, gió mạnh dần đến cấp 5, sau tăng lên cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 tới 3 mét, biển động mạnh. Như vậy, so với những dự báo trước đó thì hướng đi của bão số 3 đang có xuống lệch Tây nhiều hơn, vì thế diễn biến của bão sẽ còn rất khó lường, có thể thay đổi hướng đi bất cứ lúc nào. Bão số 3 chưa tác động đến đất liền nước ta, vì thế trong đêm nay và sáng mai, thời tiết Bắc Bộ nhiều điểm sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm có mưa với lượng khá. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25-28 độ. Trong ngày thời tiết chủ đạo vẫn là có nắng từ sớm, nên nhiệt ngày tăng cao lên mức từ 33-35 độ. Sau đó thì do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ chiều tối ngày mai đến ngày 26 tháng 8, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Từ ngày 27 tháng 8, khi áp thấp suy yếu từ bão số 3 tan dần, mưa lớn trên khu vực mới có dấu hiệu thuyên giảm. Còn với các tỉnh thành của miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và Quảng Trị, trong 3 ngày tới phổ biến có mưa ở vài nơi về chiều tối, ngày có nắng nhiều với nhiệt độ trong khoảng từ 34-35 độ. Chỉ riêng khu vực các tỉnh Thanh Hóa do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, nối với cơn bão số 3 thì sẽ có mưa to với lượng từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Trong khi đó thì khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Thuận, thời tiết có nắng vào ban ngày, chiều tối có mưa, mưa rào nhẹ rải rác trong thời đoạn ngắn, nhiệt độ vì thế ổn định từ 31-34 độ. Ở phía Nam, trong ngày hôm nay mưa sẽ tăng rõ rệt bởi gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Trong chiều và tối nay, ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa ở nhiều nơi, trong đó ở Kon Tum, Gia Lai và tất cả các tỉnh thành phố Nam Bộ đều có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng trong khoảng từ 20-30 mm. Cục bộ có nơi trên 50 mm. Do có mưa nhiều nên nhiệt độ trong ngày ở Tây Nguyên giảm xuống còn từ 26-29 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 31-32 độ.